Em ngồi xa xa đi gan nhiêu? Gan chi? Hả? Được tiếng thơm. À được tiếng thơm, em gặp mấy mình trò chuyện với chị tí nhá. Nhưng mà họ nói là đàn ông với phụ nữ mà ngồi gần nhau là nguy hiểm không? Không, không nguy hiểm. Chị lại càng thích. À càng thích. À, chị là người Tà Cà đây luôn á? Chị người Tà Cà. Người bản Hòa Sơn đây luôn? Người Hòa Sơn này. Đến bây giờ còn cảm thấy bàng hoàng, còn cảm thấy hoảng sợ khi mà nghĩ lại cái giây phút mà lũ nó về nữa không chị? Đúng rồi. Dư giống như một cái cơn ác mộng á. Ừ. Hiện tại Dư vẫn cứ đang ám ảnh. Đang ám ảnh. Quý vị thân mến, quý vị ơi, hôm nay một cái cảm xúc mà Khánh rất là hồi hộp, rất là lâng lâng quý vị ạ. Nói chung là cái cảm giác nó khó tả lắm. Bởi vì ngày hôm nay Khánh đang quay trở lại tâm của lũ quét tàn phá nơi huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An quý vị ạ. Nơi mà vừa rồi quý vị chúng ta đã dành rất là nhiều cái tình cảm thông qua chương trình của Khánh và thông qua rất là nhiều cái kênh kết nối, và thậm chí có rất là nhiều người đã trực tiếp về đây để giúp đỡ cho bà con, là những người dân mà bị lũ quét tàn phá, bị đánh sập nhà, sập cửa và thậm chí mất đi cả những người thân. Rất là tội nghiệp quý vị ạ. Và cho đến tại thời điểm bây giờ thì đã là vừa tròn 20 ngày rồi. Vừa tròn 20 ngày sau khi mà một cái trận lũ quét kinh hoàng chưa từng thấy, chưa từng diễn ra ở nơi huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, thì ngày hôm nay Khánh quay trở lại đây để xem cái sự phục hồi của bà con sau những ngày mà bị lũ quét tàn phá như thế nào rồi. Thì hôm nay quý vị, Khánh đã đi được xe máy vào đây rồi. Như quý vị chúng ta nhìn thấy rằng là cách đây 20 ngày về trước thôi thì chỗ mà chúng ta đang đứng ở đây là bùn nó tấp cao hơn đầu người của chúng ta rồi. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn thấy là xe máy bà con chúng ta đã đi được thẳng vào phía trong kia rồi quý vị nhá. Đó, trên đường đi thì Khánh sẽ review để mời quý vị chúng ta sẽ cùng ngắm cảnh một tí. Rồi. Đây. Quý vị chúng ta nhìn hai bên đường nhá. Nhìn hai bên đường, đây là cái lúc mà cách đây 20 ngày về trước thôi. Chào anh. Dạ, thì là nước này, bùn nó ngập lên cả nửa nhà luôn. Thì bây giờ đã giải phóng được cơ bản là rất là ngon lành rồi. Tuy nhiên thì bà con vẫn tiếp tục cái công việc là vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa vẫn đang liên tục quý vị. Đấy. Ôi giời ơi. Ôi giời, chỗ này bây giờ nó khác biệt hoàn toàn rồi quý vị này. À chà 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 chà. Đây. Quý vị ơi, chỗ ống kính ở chỗ này này. Cái chỗ này đây là xưa kia là một cái đây là cái cầu. Đó, cái cầu, và hôm vừa rồi thì quý vị chúng ta nhìn thấy là bao nhiêu là đất đá, toàn những hòn đá cuội nó ngổn ngang ngay khu vực cái chỗ đấy luôn. Khủng khiếp lắm. Thì bây giờ là các lực lượng chức năng đã dọn dẹp được rất là sạch sẽ rồi, thậm chí cả ô tô tải á cũng chạy được lên tận đây rồi cả nhà nhá. Không biết là bây giờ ta sẽ đi cái hướng nào để có thể nhìn thấy được cảnh quan nó toàn diện đi. Thôi ok, thấy cái đường này xe đi nhiều, ta sẽ đi đường này luôn. Cái đường này là lên chỗ trung tâm chính trị của huyện Kỳ Sơn cả nhà này. Đó, một bên là có một cái khe. Ồ, cái khe này bây giờ là lực lượng chức năng cũng đã múc để tạo lại cái dòng chảy của nó trước kia rồi. Đó, hôm vừa rồi là chúng ta nhìn thấy là cái suối, cái khe này là cái đáy là được lấp bùn lầy rồi đá nó lên rất là cao, nhưng mà bây giờ là hệ thống máy móc đã múc lên và tạo cái dòng chảy và san cái mặt bằng hai bên đường này, cơ bản là ngon lành rồi. Còn hai bên thì quý vị chúng ta thấy nhà cửa người dân vẫn đang còn bị che lấp bởi những cái lớp đất cát bùn đá đấy, rồi rễ cây các kiểu nó tấp rất là ngổn ngang đó cả nhà. Đó. Còn phía bên tay trái của chúng ta nhìn thấy đây là trung tâm chính trị, là cái nơi mà
xuất hiện rất là nhiều cái video khi mà một số anh chị chúng ta đang làm việc ở trong đây và lũ nó ập về một cách rất là đột ngột. Thì mọi người bây giờ không biết làm sao thì đứng ở trên cái tòa nhà 2 tầng 3 tầng này, sau đó là quay những cái cảnh nó hãi hùng, nó kinh hoàng khi mà đất đá nó đổ về đấy quý vị. Lại đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái cổng của trung tâm chính trị huyện Kỳ Sơn đây quý vị này. Đó, cái cổng này mà đất nó tấp lên, bùn đất nó tấp lên mà quý vị chúng ta hình dung rằng là nó lút lên là gần gần chỗ cái này luôn. Đây. Phía trên này luôn quý vị. Đó, khủng khiếp chưa? Đấy. Nhưng mà bây giờ là đã giải tỏa được cái mặt bằng rồi. Lấy lại được cái đường đi lối lại cho bà con rồi quý vị, cho người dân ở đây rồi. Đó. Và quý vị chúng ta nhìn thấy ở chỗ gốc cây này này. Lúc bấy giờ đấy, cách đây khoảng tầm 2 tuần về trước, thì dọc cái khu vực này quý vị chúng ta hình dung rằng là hàng trăm hàng nghìn cái viên đá nó như thế này và nó nhỏ hơn như thế này. Hiện nay thì có lẽ là cái cục đá to này nó quá lớn cho nên là chưa có cái phương tiện để cậu đi. Đấy, thì những cục mà nó nhỏ nhỏ hơn rồi đấy, chúng ta hình dung là giống như bên kia này. Nó ngổn ngang, nó khủng khiếp như vậy đấy. Đó, chúng ta nhìn thấy chưa? Đấy, nó kiểu nôm na là như thế đấy. Đây là trước chỗ cái nhà xe của trung tâm chính trị đấy. Là chỗ này là hai chiếc ô tô bị chôn vùi và hàng bao nhiêu chiếc xe máy là bị lấp dưới đất bùn ở đây luôn. Và người dân cũng như lực lượng chức năng là phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể là lôi được hai chiếc ô tô ra, cùng với là bao nhiêu đất cát rồi xe máy ở trong này nữa. Đấy, khủng khiếp, sợ thật. Khánh nghĩ rằng là riêng cái tiền mà lực lượng chức năng ấy, của nói chung là của nhà nước chúng ta đã phải đổ xuống đây để mà chở đất, chở đá, chở bùn lầy, huy động nhân lực, vật lực về đây tốn kém bao nhiêu là thứ luôn quý vị. Mỗi một lần thiên tai lũ lụt đến như thế này, không chỉ là người dân đâu, không chỉ là người dân chúng ta mất tiền mà nhà nước cũng mất biết bao nhiêu là tiền của. Ngân sách nhà nước cũng bị hao hụt đi rất là nhiều. Cho nên là bây giờ nhà nước và nhân dân cùng phải cố gắng, cùng phải khắc phục thôi. Chứ bây giờ mình cũng không thể chờ đợi được. Và cũng rất là may thì trong lúc mà hoàn nạn như thế này thì ngoài cái sự là gồng mình của những người dân địa phương ở đây thì còn có thêm cái sự chung tay của các nhà hảo tâm nữa để giúp cho bà con chúng ta sớm ổn định được cuộc sống. Và cho đến tại thời bây giờ thì quý vị chúng ta nhìn thấy trước ống kính ấy, vẫn tiếp tục có những đoàn từ thiện ở khắp mọi miền của Tổ quốc vẫn đang hướng về Kỳ Sơn. Mặc dù bây giờ đã là 20 ngày rồi quý vị nhé, nhưng mà người dân chúng ta vẫn đang có những cái niềm vui, những cái sự hy vọng khi mà tiếp tục có thêm những cái tình cảm mà đồng bào khắp mọi miền đang hướng về nơi lũ quét tàn phá đây. Đó, bây giờ đã đi xe máy và đi được cả ô tô vào tận đấy luôn rồi này. Đấy. Dạ. Yeah. Leo chào mọi người nhá. Hôm nay bà con ở đây cũng nhận ra Khánh quý vị ạ. Bởi vì là cũng ở đây cả tuần trời cho nên là bà con cũng nhận ra. Đấy, chào mọi người nhá. Dạ dạ. Ôi giời ơi, vui quá. Dạ. Dạ dạ, chào mọi người. Đấy. Thì bây giờ là anh sẽ đầu xe máy bên này. Dạ dạ, úi dù. Đầu xe máy bên này. Hello, xin chào mọi người nha. Ôi giời ơi. Hả? Vẫn rôm ra hả? Ây chà. Đây. Đi xuống mà sao mặt đẹp. Chị bảo sao? Đi xuống mà sao mặt vẫn đẹp. À ừ. Chị gái đây bảo là Khánh đi xuống mà da mặt vẫn đẹp. Cảm ơn chị nhá. Đẹp hơn trong mà YouTube đó. Đẹp hơn trong YouTube á? Ôi giời ơi, nghe phấn khởi quá. Thầy sinh nhật đó. Hả? Thầy sinh nhật chú đó. À, thấy sinh nhật á, sinh nhật có cái bánh rồi xong rút ra toàn tiền ấy. À, rôm rả hả? Rôm rả hả? Rôm rả thật. Vâng. Ôi giời ơi, xin chào anh chú Khánh. Anh Kha Văn Long đúng không? Dạ dạ, lại đây giao lưu tí. Hy vọng chờ tí, chờ tí. Dạ dạ. Đang vừa gặp mấy người dân ở đây thì lại gặp một anh thanh niên này tên là Kha Văn Long, đúng không? Dạ. Một người mặc áo đỏ mà hôm trước quý vị chúng ta nhìn còn nhớ là nhà sập, anh ta buồn thẫn thờ luôn, đi bộ bao nhiêu cây số.
đi bộ bao nhiêu cây số là xong về gặp Khánh đứng ngay chỗ cây sung này quý vị này. Đấy, tâm sự bảo là nhà sập mà bây giờ trên đó là không có đoàn nào lên được. Tội nghiệp tụi thân xuống gặp Khánh là thay mặt các nhà hảo tâm tặng 5 triệu hả? Dạ. Đó, rồi hôm sau lời Khánh này thay mặt các nhà hảo tâm tặng thêm 3 triệu nữa, gọi là của ít lòng nhiều thôi. Cố gắng dạ. lên anh nhá. Dạ, sắp làm nhà tạm chưa? Chưa có đất để làm. Chưa có đất để làm à? Rồi dần dần rồi tới đây thì Huyền nhà sẽ có cái hướng để phân những cái lô đất để cho chúng ta ở thôi, yên tâm đi. Dạ. Đã có cái khu vực rồi. Bây giờ tới đây sẽ tập trung để san lấp mặt bằng, sau đó là sẽ ổn định cuộc sống thôi nhé. Dạ. Cố gắng đi. Thôi lại nhận quà đi thôi. Dạ, dạ. Để cho gia đình nhé. Dạ dạ rồi ok. Không thì buồn. Rồi rồi, dạ chào anh nhé. À, trong lúc vừa đi lên đây quý vị là Khánh gặp mấy chị gái xinh đẹp người Kỳ Sơn đây, trò chuyện với chị đi. Em ngồi sát sát đi, gan đi không? Gan chi. Hả? Được tiếng thơm. À được tiếng thơm, em gặp mấy cái trò chuyện với chị tí nhá. Nhưng mà họ nói là đàn ông với phụ nữ mà ngồi gần nhau là nguy hiểm không? Không, không nguy hiểm. Chị lại càng thích. À càng thích. Chị là người Tà Cà đây luôn á? Chị người Tà Cà. Người bản Hòa Sơn đây luôn? Người Hòa Sơn đây. Đến bây giờ còn cảm thấy bàng hoàng, còn cảm thấy hoảng sợ khi mà nghĩ lại cái giây phút mà lũ nó về nữa không chị? Đúng rồi. Ừ. Giống như một cơn ác mộng á. Ừ. Như cơn ác mộng. Đúng là như một cơn ác mộng thật quý vị. Đang yên lành, đang yên ổn. Đang ở trong những ngôi nhà mà chắc chắn và là cái sự chắt góp hàng bao nhiêu năm trời, đùng cái sau một buổi thôi. Bây giờ nó tan tành hết thì đúng là như một cơn ác mộng thật, chị hả? Hiện tại Dư Vân cứ đang ám ảnh. Đang ám ảnh. Mấy đoàn em đến kịp thời này. Dạ. Ngay thứ hai bị, ngay đầu tiên ngay thứ hai là đến. Là em lên luôn. Là em lên luôn. Dạ. Nằm ở đây cũng là 4 ngày. Một tuần chứ? Một tuần. Lên lên một tuần. Máy kịp thời, hỗ trợ kịp thời. Dạ. Dư hiện tại dư là vẫn là quay lại. Vâng. Coi như là quay lại chiến trường xưa. Quay lại chiến trường xưa. Hôm nay quý vị mặc dù đã có nhiều đoàn về đây rồi với Huyền Kỳ Sơn, mặc dù là 20 ngày đã trôi qua, nhưng mà quý vị chúng ta nhìn sau lưng đây đang có những hồi từ thiền từ các tỉnh thành như trước ống kính chúng ta nhìn thấy đó, biển 29 là Hà Nội đấy, và nhiều nơi khác nữa vẫn đang tiếp tục về với Huyền Kỳ Sơn, về với xã Tà Cà ở đây, và đặc biệt là đến với bản Hòa Sơn đấy, để giúp đỡ cho bà con ấy. Hôm nay phát cần đang danh sách này. Đúng rồi. Đấy, mặc dù là vẫn đang còn nhiều đoàn là về như thế, và hôm nay Khánh quay trở lại đây đấy với một cái chương trình khác, đó là sẽ có những cái món quà, những cái sự chia sẻ với những bà con ở vùng sâu vùng xa cũng trong khu vực Huyền Kỳ Sơn này. Và đối với vùng lũ thì đang còn rất là nhiều cái cảm xúc, cho nên là hôm nay Khánh quay trở lại để Khánh ghi lại cái khung cảnh nơi đây để cho các nhà hảo tâm, cho quý vị khán giả chúng ta là những người đang hướng về đồng bào miền Trung, chúng ta biết được cái sự gọi là ổn định của bà con cho đến thời điểm bây giờ được như thế nào rồi. Thì như các chị là khu vực vùng lũ như thế này thì trong những ngày vừa qua thì mình ăn ở thế nào chị? Giờ thì cũng đã vào tạm tạm ổn định rồi. Dạ. Ở đây những nhà mà bị sập đổ hoàn toàn thì đã có nhà nào làm nhà tạm chưa? Cũng có nhiều đâu em ạ. Hầu như là tiền hỗ trợ họ cũng dừng lại. Dạ. Dừng lại này ổn định cuộc sống. Vâng. Trung bình thì mỗi đây đứng quay sang bên này để cho mọi người nhìn thấy một tí. Đây. Đây, đẹp chưa, quý vị chúng ta nhìn thấy đẹp chưa? Để sau lưng chúng ta nhìn thấy rất là nhiều bà con cũng như là nhiều đoàn đang đến ấy. Em hỏi một chút là trung bình thì những ngày qua thì mỗi một ngày có khoảng tầm bao nhiêu đoàn đến đây để chia sẻ giúp đỡ cho bà con chị? Nói tóm lại là chị cũng không xác định được là mấy đoàn, nhưng mà trung bình thì cũng trên chục đoàn. Cũng may quý vị, với cái tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, và đặc biệt đó là những cái lúc hoàn nạn như thế này
nếu không có sự chung tay của các nhà hảo tâm thì không biết rằng là bà con đến lúc nào mới có thể ổn định được, chị hả? À, đúng rồi. À, bởi vì là cái sự mất mát của người dân nơi đây là quá lớn. À, chúng ta cứ hình dung đi, cả đời người chắt góp vay mượn xây được cái căn nhà mà đùng cái mất hết thì coi như hết luôn. Ừ. Khổ. Mà hồi là nhà sán sát từ đời tây mình tan hoang hết. Mỗi hồi là nhà sán sát thì mà bây giờ tan hoang hết. Tan hoang hết. Vâng. Rồi sắp tới thì ở đây sẽ được đi ở khu vực mới đẹp hơn nhé. An toàn hơn. Ok. Dạ. Vâng. À, tất cả các đoàn chủ nghĩa. Vừa rồi trong cái chương trình em lên đây thì nhà chị có được nhận quà không? Nói chung là vừa rồi đấy là đoàn em lên có một lần thì được nhận quà của chú Khánh. À, của các nhà hảo tâm thông qua chương trình chú Khánh đúng không? Rồi. Rồi có quà rồi là được rồi, vui rồi. Nếu mà ngay hôm nay được nhận quà nữa là càng. Hôm nay thì đoàn Khánh thì không có nhưng mà có đoàn kia đúng không? Cũng hiếm lắm. Cũng hiếm lắm. Ok rồi. Đoàn nó cũng hiếm lắm. Rồi ok. À, chào mọi người nhé. Chào chị nhé. Nhà mình ở đây luôn hả? Nhà chị cái nhà trôi dưới bữa phỏng vấn núi cứu đấy đây. Nhà chị đây. Núi cứu nào? Đây đến cái 6 người cứu đây là nhà chị đây. À, mà hôm đó là có bà. Còn có bà với mấy đứa học sinh ấy. Rồi. Nhà chị ở đó đấy. Ồ, nhà sập đổ đấy. Nhà sập đổ hoàn toàn mà trong đó là nhà chị là có cái dạy trò hả? Ừ, dạy trò đấy về mà... 10 đứa học sinh đây. 10 đứa học sinh ở trong đó. Chào em. Dạ dạ. Ồ sợ quá. Vui nhỉ, em dạ, về dạ, vui dạ. Thế. Vâng. Cảm ơn em nha. Dạ. Vâng. Rất chị là ở trên Nam Cảnh nhưng mà thấy em lên mạng chị nhiều lắm. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Ồ, em cảm ơn. Xuống giúp chị tan tận nói không đi được. Chị tan tận là cô đơn ở một hồ một mình đấy. À. Ở bên đó. Dạ. Thấy em lên mạng là chị rơi nước mắt vì thấy em mà nhiệt tình. Dạ. Em cảm ơn nhé. Dạ. Rồi chúc em trẻ mãi không già. Trẻ mãi không già là sau này là giúp nhà chị nhiều với. Dạ rồi, cảm ơn chị nhé. Chúc mọi người sớm ổn định cuộc sống nhé. Dạ. Sao thế nhà chị, trên nằm cắn là không sao hả? Nhà chị là nứt nẻ hết. À nứt nẻ hết à? Dạ. Nằm cắn là nứt nẻ luôn à? Dạ, nằm cắn cũng sạt lở nhưng mà nứt, nhà chị nứt. À. Đường là nứt hết nên nữa. Vâng. Nhưng mà là xuống giúp chị tan tợt đấy không đi được. Xuống giúp chị lấy quà. Không đi được. Tức là có chị gái là bị tàn tật. Dạ, mấy không bữa em được. Lên đầu tiên là chị chất xuống đường na đường khác na. Thấy lên mạng là chị thấy cảm động cái khuôn mặt. Rồi. Hơi nhiệt tình. Dạ vâng. Người Việt Nam. Vâng. Rồi. Dạ vâng em cảm ơn chị em chào. Dạ vâng. Vâng. Thế còn nhà chị là hôm đó là có 6 đứa học sinh ở trong ấy. Còn 15 đứa. 15 đứa. 15 đứa học sinh với 6 người trong gia đình ấy. Chủ hộ ấy. Vâng. Nhưng mà lúc đó may có anh núi cùng với 6 người kia đến cứu nhỉ? Đúng rồi. Dạ. Không gì thì không biết ăn vào chờ nào. Cả đêm luôn nhà chị loay hoay không ra khỏi nhà được đấy. À, vì sang bên kia cũng khe to, bên này cũng khe to ấy. Dạ. Em cũng thấy đấy. Dạ. Hai bên khe, hai bên nhà, không qua được. Sợ quá nhỉ? Ừ. Bây giờ nghĩ lại cái giây phút mà nước nó đổ ào ào về vẫn còn chưa hết bàng hoàng này. Mọi người cũng muốn vào cứu nhưng mà không vào được. Nhà chị muốn đi cũng không đi được. Ồ. Nói chung là vô âm tín hiệu. Thế nếu lúc đó mà không có anh núi cùng với 6 người kia thì thực sự là 10 thực sự là cả nhà bị trôi đấy. Cả nhà bị trôi luôn. Lúc đó là chị cùng với gia đình mình vẫn đang ở trong đang ở đấy hả cả. Chưa sang được ấy. Vâng. Nhờ có 6 người kia sang cứu từng người một làm cái cầu khỉ ấy. Dạ. Làm cái cầu tre khỉ ấy. Dạ. Là dắt từng người một sang. Nếu lúc đó mà anh núi cùng với 6 người kia không đến được, chỉ cần chầm khoảng bao nhiêu phút nữa thì... Khoảng 15 phút đấy. Chầm khoảng 15 phút nữa. Vì căn cứ thế này, khi nhà chị lấy từng người một sang bên kia đổ 15 phút là cái tường nhà chị bắc treo cái cầu khỉ qua ấy. Vâng. Là đổ. Vâng. Đổ cả cái cầu kia với cái tường bắc ấy. Dạ. Là đổ cả xuống trôi luôn. Vâng. Đấy quý vị. À, như chúng ta đã xem ở cái chương trình trước rồi thì quý vị chúng ta thấy rằng là anh núi cùng với 6 cái người thanh niên của bản Hòa Sơn ở đây kể đấy, chỉ cần chầm khoảng tầm 10 cho đến 15 phút thôi thì
mười mấy cái con người ở trong cái nhà trò cùng với gia đình của 6 người. 6 người của nhà chị gái đây sẽ thực sự là mình phải nói một cái câu, một cái từ gọi là nó quá đau buồn luôn, đúng không? Cái chuyện buồn chắc chắn nó sẽ xảy ra, nhưng hôm nay rất là may rồi. Như thế này mình có cơ duyên nói chuyện với nhau là may rồi. Và cũng phải nói rằng là mình phải ngàn lần cảm ơn những người đàn ông đó hả? Rất cảm ơn nhiều. Dạ. Gia đình rất xúc động và cảm ơn mọi người, và nhất là em đã đến với bà con. Dạ. Vâng. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Em cũng chỉ là cái người mà lên đây mình kết nối để rồi chia sẻ cái thông tin này được rộng rãi để cho nhiều người biết đến, và từ đó thì bà con nơi đây cũng có cơ hội được giúp đỡ nhiều hơn. Hy vọng rằng là với những sự chia sẻ của các nhà hảo tâm trong suốt những ngày vừa qua sẽ là giúp cho bà con ở đây chúng ta có thêm cái nguồn tài chính để chúng ta sớm khắc phục được cái sự mất mát quá lớn trong cái trận lũ vừa rồi, và cũng là cái nguồn động viên về mặt tinh thần để cho chúng ta cảm thấy rằng là trong khó khăn hoàn nàn như thế này vẫn có những đồng bào yêu thương và đùm bọc mình, chị nhé, yên tâm lạc quan lên nhé. Với những cái lời chia sẻ, với những hình ảnh vừa rồi quý vị chúng ta được nhìn thấy đấy, đó là sau 20 ngày khi mà cái trận lũ quét kinh hoàng nó xảy ra ở tại Bạn Hòa Sơn nói riêng cũng như là khu vực huyện Kỳ Sơn nói chung, Khánh muốn chia sẻ để cho quý vị chúng ta thấy được những gì mà bà con chúng ta đang và đã trải qua, và những cảm xúc, những cái lời tri ân sâu sắc của những người dân ở đây gửi tới tất cả quý vị khán giả. Tạm thời Khánh sẽ khép lại cái chương trình ở đây, ở cái video này, và sẽ mời quý vị chúng ta theo dõi ở một cái video tiếp theo. Chúng ta sẽ đến thăm trực tiếp những cái ngôi nhà tạm mà những người dân đang dựng lên để ở trong những ngày vừa qua, quý vị nhé. Ok, mời quý vị chúng ta cùng theo dõi.